Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Long. Clip lần này thì Long không giới thiệu thêm về một điểm du lịch nào nữa cả. Đơn giản là mình cũng không có đủ giờ để mình đi. Clip lần này thì Long chỉ chia sẻ về cảm nhận của mình sau những lần được đi đây đi đó mà thôi. Với cá nhân của Long á, thì Long thấy mình là người thích xe dịch, nên mình cũng được Chúa thương cho đi đây đi đó trong nước cũng như ngoài nước. Tuy nhiên là một điều mà Long cảm nhận đó là những cái khu du lịch hay là những cái vùng đất mà Long bước chân tới thì càng ngày càng bị nhân tạo hóa. Vân đã có dịp được đặt chân tới vùng đất Sapa hay Nha Trang, Đà Lạt và một số vùng đất hoang sơ khác chưa bị du lịch khai phá, thì Long cảm nhận thấy một điều, tâm hồn mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà được hòa nhập vào với thiên nhiên. Lắm lúc thì cũng ngồi nghe tiếng sóng vỗ, hoặc là kiếm một chỗ nào đó bên gần bờ thác để nghe tiếng thác rì rào. Các bạn đang xem những hình ảnh mà mình đi với nhóm bạn của mình ở thác Voi. Người khai thác du lịch ở đây họ rất là tài tình khi mà họ chỉ tựa vào những khung đá rồi lắp cho người ta thêm những cái hành lang để mà đi thôi, không có đụng chạm quá nhiều đến thiên nhiên. Quả thật thì hình ảnh đàn trâu này thì các bạn cũng khó mà thấy được ở thành phố phải không nào? Rồi những đàn kiến, sự kỳ diệu của thiên nhiên. Ở thành phố thì chắc chắn không có ai có thể làm được một ngọn thác 7 tầng như vậy được. Rồi hòa mình vào với thiên nhiên, hít hà không khí trong lành trong những khu rừng thì quả thật làm cho tâm hồn con người ta trở nên thoải mái. Hay những công trình đường xá băng qua những khu rừng đã không ít lần làm cho tâm hồn con người ta cảm thấy xao xuyến vì thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam rất đẹp. Và rồi không ít lần chúng ta phải trầm trồ lên khi đứng trước cái sự hùng vĩ của thiên nhiên, cái tiếng ầm ầm của thác đổ để rồi làm cho chúng ta cảm thấy yêu mến thiên nhiên hơn, cũng như là cảm thấy yêu mến đất nước của mình hơn. Những hình ảnh khi Long được đến nhà một anh bạn chơi ở vùng sông nước Ninh Lộc, Nha Trang. Tụi mình đi hai cái ghe ra giữa vịnh, rồi sau đó mò sò điệp, rồi được hào sữa nữa. Thì mạnh ai người đó bắt, và bắt những con lớn thôi nha. Rồi hòa mình giữa một cái thiên nhiên rất là hùng vĩ, mình thấy con người của mình nó nhỏ bé vô cùng các bạn ạ. Để rồi khi mà đứng từ trên cao nhìn xuống những mái nhà ngói đỏ giữa một thiên nhiên với những ngọn núi nhấp nhô, thì mình cảm thấy đất nước của mình rất đẹp. Và việc đi du lịch trong nước cũng như nước ngoài đã trở nên rất là dễ dàng trong cái thời đại của mình. Và cái điều này mình cảm thấy mình may mắn hơn anh chị của mình hay là ngay cả ba má của mình nữa. Mình cũng được lên Đà Lạt, tính đến nay cũng đã gần 20 lần á. Nhưng mà Đà Lạt thì ngày càng, mình theo quan điểm của mình thì ngày càng tệ hơn, bởi vì thông càng ngày càng ít đi. Rồi đến Nha Trang nữa, những eo biển rất đẹp thì dần dần thay thế bằng những nhà hàng khách sạn 5 sao hay là những cái resort cao cấp. Và một điều mà các bạn dễ dàng nhìn thấy đó là người ta khi mà ở trong những tòa cao ốc, khi ở trong những đô thị xanh sạch đẹp, thì người ta lại đi kiếm cây về nhà để trồng và kiếm cá về nhà để nuôi, và tốn hàng triệu đồng để cho cái việc là lọc nước, cho nước nó sạch hàng ngày. Và các bạn biết không, một điều đau lòng đó là ở trong những cánh rừng, những loài cây
trong ở ngoài đại dương, những loài cá nó không cần đến con người mà nó vẫn sống tốt, sống khỏe. Nếu như môi trường sống của chúng không bị tác động bởi những xây dựng của con người. Cho nên thì thôi chúng mình đừng hô hào là bảo vệ môi trường nữa, tại vì thiên nhiên quả thật nó không cần chúng ta bảo vệ đâu. Nhưng mỗi một hành động nhỏ nhỏ của chúng ta thì thiên nhiên cần mình sống hài hòa và biết nghĩ đến cho thiên nhiên để gìn giữ thiên nhiên ngày càng xanh sạch đẹp. Vâng, đó là những chia sẻ nhỏ nhỏ của Long đến tất cả các bạn thích đi du lịch, và chúng ta cùng đóng góp một phần nhỏ của mình để gìn giữ ngôi nhà chung nhé. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.